Mitsubishi Xpander, một chiếc MPV 7 chỗ sẽ là mẫu xe mà Trung Tiến Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị trong khuôn khổ video ngày hôm nay. Và xin được kính chào quý khán giả đã quay trở lại với video cập nhật và giới thiệu những mẫu xe mới nhất vừa mới cập bến Trung Tiến Auto. Trung Tiến Auto Vua Gầm Cao, đơn vị chuyên kinh doanh những dòng xe gầm cao đã qua sử dụng uy tín, có địa chỉ kinh doanh tại số 495 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ngay tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Phạm Văn Đồng, chỉ cách bến xe Mỹ Đình khoảng 1 km di chuyển thôi ạ. Các Trung Tiến Auto thì có giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 22 giờ hàng ngày, nên anh chị có thể linh động sắp xếp thời gian qua showroom xem xe, trải nghiệm xe và chọn ra cho mình một chiếc xe yêu thích ạ. Và mẫu xe mà Trung Tiến Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý khán giả trong video ngày hôm nay là một mẫu Mitsubishi Xpander sử dụng động cơ xăng 1.5, dẫn động một cầu và số tự động. Một mẫu xe thì sản xuất năm 2019, đăng ký lần đầu năm 2019, xe mang tên cá nhân, một chủ từ đầu và mang sẵn biển Hà Nội ạ. Một chiếc xe thì nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đã chạy được 3,9 vạn rồi và ô tô là nguyên bản theo xe anh chị nhá. Với một chiếc xe thì mang sẵn biển thành phố thì anh chị đăng ký về thành phố Hà Nội này hay thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ không mất 20 triệu tiền lệ phí biển ạ. Và chiếc xe này thì bác chủ cũ cũng trang bị rất là nhiều đồ chơi như là màn hình ZTEC này, cam 360 này, cảm biến va chạm này, bọc bộ da ghế mới này, đèn là bi gầm LED này. Mức giá mà Trung Tiến Auto đang mong muốn cho chiếc xe này cũng cực kỳ hợp lý thì em sẽ tiết lộ ở cuối video ạ. Với một chiếc xe sở hữu ngoại thất màu trắng, nội thất màu kem ạ. Chúng ta hãy cùng quan sát về tổng thể ngoại thất của xe. Quan sát phần đầu xe thì chúng ta vẫn có một thiết kế là Dynamic Seal, ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal của Mitsubishi, với phần đèn định vị ban ngày và đèn chiếu sáng được đặt tách rời nhau. Và phần đèn chiếu sáng trên chiếc xe này vẫn là hệ thống bóng halogen. Và quan sát ở phần phía trước của xe thì chúng ta đã thấy được bác chủ cũ trang bị thêm, nổi bật nhất là phần đèn bi gầm LED này. Đấy, và phần 4 cảm biến trước cùng hệ thống cam trước trong hệ thống cam 360 giúp anh chị lái xe và độ xe an toàn hơn. Quan sát phần hông xe thì chúng ta có thể nhận thấy chiếc xe thì vẫn còn rất là mới. Sơn xe thì đội ngũ kỹ thuật của Trung Tiến Auto đánh giá còn khoảng 85%. Phần sơn xe thì còn rất là đồng đều, các chi tiết vẫn còn rất là bạch lạc chị nhá. Phần hông xe cũng nổi bật với bộ mâm 16 inch, thiết kế đa chấu, phay xước rất là khỏe khoắn. Và 4 dàn lốp trên chiếc xe này đều là nguyên bản theo xe, có tuần sản xuất là tuần thứ 30 của năm 2019 ạ. Và quan sát phần hông xe thì chúng ta cũng có thể thấy một chi tiết được trang bị thêm, đó là phần cảm biến Absolute Lốp thì giúp anh chị có những cái trải nghiệm an toàn hơn của chiếc Mitsubishi này trên những cái chặng đường dài ạ. Và quan sát ở phần hông xe thì chúng ta cũng có phần gương nổi bật được tích hợp các chức năng như là chỉnh điện, gập điện và tích hợp xi nhan báo rẽ trên gương. Và trên phần gương cũng đã được bác chủ cũ trang bị thêm là phần cam trên gương trong hệ thống cam 360 ạ. Và quan sát phần hông xe thì các chi tiết được trang bị thêm như là phần viền chắn mưa này, ốp tay cửa chống xước này đã được trang bị cho chiếc xe này rồi ạ. Tại Xpander thì chúng ta cũng có là khởi động cửa bằng nút bấm giúp anh chị có thể dễ dàng ra vào xe hơn. Và chúng ta hãy cùng quan sát về phía đuôi xe. Phía đuôi xe thì chúng ta vẫn có một thiết kế là với hơn ngôn ngữ thiết kế là Dynamic Seal ăn nhập với tổng thể, với phần đèn pha được thiết kế to bản nổi khối ạ. Và phần đằng sau xe thì chúng ta đã được trang bị là 4 cảm biến sau cùng hệ thống cam sau giúp anh chị lùi xe và đỗ xe an toàn hơn. Và chúng ta hãy đến với không gian chứa đồ của chiếc xe này. Đấy, một chiếc xe mộc hoàn toàn vừa mới cập bến Trung Tiến Auto thôi ạ. Thì đây là cái phần chi tiết được bác chủ cũ trang bị thêm, đó là phần lót sàn cùng phần lót quang nội thất ạ, giúp anh chị có thể dễ dàng vệ sinh không gian nội thất, nó cũng tạo cái vẻ đẹp riêng cho chiếc xe này. Dạ vâng ạ, vừa rồi thì chúng ta đã cùng khám phá về ngoại thất này cũng như không gian chứa đồ của Mitsubishi Xpander sản xuất năm 2019 ạ, một mẫu xe vừa mới cập bến Trung Tiến Auto thôi. Thì sau video ngày hôm nay thì chiếc xe này sẽ được cho đi spa lại một chút về không gian nội ngoại thất này cũng như là vệ sinh lại khoang động cơ để có thể chào bán tới quý khách hàng. Và trước mắt anh chị đây là không gian nội thất của Mitsubishi Xpander phiên bản sản xuất năm 2019, số tự động ạ. Và các chi tiết được sử dụng nhiều trên xe như phần vô lăng này, phần cần số hoặc là bệ tì tay thì các chi tiết đều là nguyên bản anh chị nhá. Riêng chiếc xe này thì đã được bác chủ cũ độ lên màn hình ZTEC, hệ thống cam 360 này cùng hệ thống cam hành trình đã được bác chủ cũ trang bị thêm rồi ạ. Đấy, và bộ da ghế thì màu kem đã được bác chủ cũ trang bị thêm cùng phần thảm sàn và lót sàn giúp anh chị có thể dễ dàng vệ sinh không gian nội thất. Phần ghế nguyên bản của chiếc xe này là bộ ghế nỉ ạ. Đấy. Chiếc xe đã được nâng cấp rất là nhiều đồ chơi. Cái viền trắng ở đây thì em có thể thấy là đây là chỉ là phần ốp, phần bọc vô lăng bác chủ cũ trang bị thêm thôi. Đấy, khi bóc ra thì chúng ta sẽ có một đường viền này. Thì ngay sau video ngày hôm nay thôi thì chiếc xe này sẽ được đi spa dọn dẹp từ nội thất đến ngoại thất để chào bán tới quý khách hàng ạ. Và trên Mitsubishi Xpander thì chúng ta sẽ được trang bị các tính năng ở trên vô lăng như là điều chỉnh âm lượng này, ra lệnh giọng nói, đàm thoại rảnh tay và ga tự động Cruise Control. Những cái tính năng này sẽ giúp anh chị dễ dàng điều khiển các cái thiết bị trên xe và tập trung lái xe và có những cái trải nghiệm an toàn hơn với Mitsubishi Xpander. Và một phần chi tiết ở trên đây là phần đồng hồ hiển thị của phần cảm biến Absolute Lốp, một trang bị an toàn khá là đáng giá trên chiếc xe này.
Chúng ta sẽ đến với hàng ghế thứ hai của chiếc xe này ạ. Anh chị có thể thấy bác chủ cũ cũng là một người rất cẩn thận về các chi tiết như để bọc cái bậc bước chân lên xuống này, để giảm thiểu cái xước ở phần sơn này đi, thì cũng đã được bác chủ cũ trang bị thêm rồi. Và phần thảm trải sàn nữa, giúp anh chị có thể dễ dàng vệ sinh không gian nội thất. Và đây là không gian hàng ghế thứ hai của Mitsubishi Xpander. Khi đối với người một người cao trên 1m8 như em, một không gian ngồi cũng khá là rộng rãi. Và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị là cửa gió điều hòa đến cả hai hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Chúng ta có thể điều chỉnh cái cửa gió trên này. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu với anh chị sơ bộ về không gian nội thất của chiếc xe này. Sau đây chúng ta sẽ đến với không gian động cơ của chiếc xe này ạ. Một chiếc xe mộc hoàn toàn mới cập bến trung thực auto anh chị nhé. Và trước mặt anh chị đây là một không gian động cơ của chiếc Mitsubishi Xpander sản xuất năm 2019 ạ. Một quan động cơ rất là sạch, các chi tiết máy còn nguyên bản và da máy còn khá là sáng. Thì trung thực auto sẽ cam kết đối với mỗi chiếc xe mà trung thực auto chào bán ra thị trường bằng văn bản có giá trị pháp lý ạ, là xe không tai nạn, đâm đụng, ngập nước, ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis. Động cơ hộp số của xe thì nguyên bản, không tháo cẩu đại tu, và hồ sơ pháp lý của xe thì rõ ràng, không thế chấp, không phạt nguội ạ. Anh chị có thể nhìn thấy là từng chi tiết, từng con ốc thôi vẫn còn chấm sơn từ trong nhà máy, nhà sản xuất ạ. Đó. Một chiếc xe mộc hoàn toàn anh chị nhá. Đấy, mộc hoàn toàn mà chiếc xe này đã đẹp như này rồi. Và vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu sơ bộ với anh chị về không gian ngoại thất này, nội thất này, cũng như quan động cơ của chiếc Mitsubishi Xpander sản xuất năm 2019 vừa mới cập bến trung thực auto ạ. Chiếc xe thì sử dụng động cơ xăng 1.5, dẫn động một cầu và số tự động. Sản xuất năm 2019, đăng ký lần đầu năm 2019, xe mang tên cá nhân, một chủ từ đầu ạ, một chủ từ đầu anh chị nhá. Một chiếc xe thì mang sẵn biển Hà Nội, chạy được 3,9 vạn rồi và ô tô là nguyên bản theo xe. Chiếc xe thì đã được bác chủ cũ trang bị thêm màn hình ZTEC này, cam 360 này, cảm biến va chạm này, bộ da ghế mới cùng bi LED gầm ạ. Và mức giá mà trung thực auto đang mong muốn cho chiếc xe này là 550 triệu. Và mức giá trên thì hoàn toàn có thể thương lượng khi các bác khách hàng đến showroom xem xe và trải nghiệm xe trực tiếp. Và mức giá thì hoàn toàn có thể cân đối, điều chỉnh phụ thuộc vào thị trường ạ. Và trung thực auto chuẩn bị về thêm một mẫu Mitsubishi Xpander sản xuất năm 2020, sở hữu ngoại thất màu đen ạ. Một mẫu xe cũng mang sẵn biển thành phố và với mức giá cũng cực kỳ hợp lý. Vậy chị đang tìm cho mình một chiếc xe gầm cao Mitsubishi Xpander hoặc bất kể mẫu xe gầm cao nào khác, thì anh chị hãy đừng ngần ngại nhấc máy lên và điện đến số điện thoại hotline của trung thực auto là 0975 79 và tứ quý 2 để đội ngũ tư vấn bán hàng của trung thực auto có thể tư vấn, giải đáp và giúp anh chị chọn ra một chiếc xe phù hợp ạ. Và nếu là lần đầu tiên ghé qua kênh của trung thực auto thì hãy dành một chút thời gian để like, subscribe và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video cập nhật và báo giá xe mới nhất. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.